Chiều nay, tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử truyền thống cách mạng năm 2024. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuộc thi bao gồm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tài liệu những bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, lịch sử vùng đất Nam Bộ, lịch sử địa phương, danh nhân tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp và một số sự kiện lịch sử văn hóa tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp, lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và nhân vật lịch sử gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh. Thời gian diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 4 vòng thi tuần theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng My Aloha. Mỗi tuần, 5 thí sinh có kết quả thi cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất sẽ có thưởng và được chọn vào vòng chung kết theo hình thức thi tập trung.